nha, hello mọi người nha, lại là mình Mai đang đẹp trai đây mọi người. Phải nhờ, khoan anh em ơi. Tôi nhớ là thường tôi nói cái câu này là Siro ngồi đằng sau tôi, nó hiện lên và nó bắt đầu tôi mọi người. Sao bây giờ không thấy ta? Ủa sao tắt đèn rồi? Ủa sao có đèn rồi nè? Hello mấy cưng. Give me your attention baby. Ông giờ mới chịu hỏi tôi mà ông hỏi tôi em. Trời ơi là trời, tôi nói thiệt luôn mọi người, cái câu này câu thần chú hay sao mọi người ơi. Hình như tôi vừa nói một phát là Sigo luôn. Nhưng mà khoan. Rồi. Cái mặt ông đâu rồi? Alo. Trời ơi là trời, tôi quên. Để chỉnh cam cái. Alo. Để tôi chỉnh cam cao lên xíu nha mọi người. Đó, để cho thấy Sigo luôn nha anh em ơi. Cái mặt đâu? Đây, để tôi chỉnh được mọi người, tôi có phép. Đây, để tôi chỉ. Sao? Nhưng mà cái mặt này. Ok anh em ơi, thì hôm nay tôi và Siro, tôi và Siro nhưng mà còn thiếu một người nữa. Go down. Tiếp tục quiz and chat this. Đâu ra vậy? Thì hôm nay đã đủ bộ ba bất ổn bao gồm Ruby, Siro và Mai đẹp trai anh em ơi. Cho nên là hôm nay tôi và Lào sẽ thử thách hai bạn một cái, đó chính là tụi mình sẽ chơi mini game cùng với nhau. Nếu mà ai thua thì sẽ thực hiện một cái thử thách nào đó của hai người còn lại, ok không? Không. Ủa giờ thôi hết quay rồi. Đi. Ai khóc nỗi đau này. Trời ơi là trời, hôm nay chơi là phải chơi cho nó đàng hoàng chứ, chơi không? Chơi đây vui lắm. Bảo đảm những cái game mới của đây tôi nghe được cực kỳ dễ chơi luôn. Ok, không đợi, không nói gì nữa rồi, let's go em ơi. Ok mọi người, ai đang trong nhà tôi vậy? Ủa là trời, có mấy bạn đang tham quan trong nhà tôi nè mọi người ơi. Ok, thì bây giờ đây trong nhà của tôi đang có hai ba bạn ký tường cho em nè. Hello anh thôi, trời, ok. Thì bây giờ tôi sẽ... Ủa có ai đang ngồi chơi vậy? Ai mà biết được. Nhưng mà khoan đó mọi người, bây giờ đang trong nhà tôi đang có nhiều người chơi quá, cho nên là tôi sẽ kích mấy bạn nó ra nha mọi người, để tôi quay clip xíu nha anh em ơi. Đó, thông cảm xíu nha mọi người. Đó, ok, bây giờ là tôi sẽ... Bây giờ mình chơi xíu kinh nè kìa. Ra để quay clip cho nó dễ, ok, bây giờ là tôi sẽ khóa nhà lại luôn nha mọi người, tôi sẽ không cho ai vào luôn, và đó. Ok, thì để tôi giới thiệu với Siro và Ruby nè, đó là hôm nay Rank Together mới ra ba cái game mới, cho nên là hôm nay ba tụi mình sẽ chơi thử nha. Và nếu mà ai thua thì sẽ thực hiện thử thách của hai người còn lại, okay. Cái tên đầu tiên là tôi sẽ chơi Flappy Bird cho mọi người dễ chơi nha, ok. Rồi, bây giờ là tôi sẽ chơi trước nha mọi người. Sau 3 lượt ai thấp điểm nhất thì sẽ thực hiện cái thử thách của hai người còn lại, ok. Bây giờ tôi sẽ chơi trước nha mọi người, đó, bắt đầu nè, Flappy Bird này chơi dễ đó mọi người, đây. Đó. Nếu mà anh em chưa biết thì cái game này hồi trước giờ nó ra... Ê. Hẳn là không điểm luôn anh em. Không điểm còn chơi gì nữa. Không điểm nó mới cao. Mà luôn á. Cao lắm nha các bạn. Được hẳn không điểm. Bãi cái chỗ mà. Không điểm là cao hơn rồi. Ok bây giờ tới nhà Ruby đây. Ruby vô chơi thử đi. Hả? Vô chơi thử đi. Bấm mà. Ok bắt đầu lại. Flappy Bird này coi vậy chứ khó chơi lắm nha. Không dễ đâu nha. Chơi sao? Đó bắt đầu thì xong rồi. Nhấp vô cái màn hình thôi. Cho nó bấm bay lên. Bấm vô hình cho bay. Cứ nhấp liên tục. Đó. Nó sẽ bay lên và vượt qua những cái ống khói đó. Vậy là em có thử thôi. Rồi tính ra Ruby chơi vậy là thắng luôn mọi người, thắng tôi luôn ở đây. Trời ơi, một điểm luôn nha. Thắng luôn rồi đó. Trời ơi là trời luôn á. Để anh. Dạ, ok. Trời ơi là trời. Chơi đi, hơi bị khó luôn á. Coi Sigo chơi nè. Một điểm. Ok. Điểm. Ok, 4 được điểm. Được 4 điểm. Rồi xong, ok mọi người, thì cái lượt này nó sẽ nháp nha anh em. Không có nháp. Nháp mà. Lượt này nháp đi. Lượt này tính. Nháp đi. Lượt này tính. Nhớ điểm nha, mai không điểm gồm điểm tuần 4 điểm. Ok. Thằng nào ít điểm nhất bị phạt mà. Ok. Rồi bây giờ phạt gì nói ơi. Thích đất rồi. Cái gì vậy trời, thôi đừng có thể dục thể thao nữa, mới ăn xong. Thích đất đi. Nào. Mới ăn xong luôn á. Thích đất đi, nói thiệt. Oh my god, mới ăn xong luôn mà người bị hành dưới trời. Ok bây giờ là tôi sẽ hít nước ở đâu ta? Trên giường đi. Lần trước trong video của mình đã cho Mai hít đất 10 cái, bây giờ mình sẽ nâng lên 15 cái. Trời ác dễ sợ luôn mọi người, tôi mới ăn xong luôn anh em ơi. Ô mà thấy không ta, thấy không? Thấy đâu mà. Thấy. Ok. Được mọi người. Hít đất nha. Rồi vô. 10 cái thôi. 15. Trời ơi, ác phải tưởng ra. Đây. 1
4 5 Tao đấy 6 7 8 10 11 12 xuống sau vô 13 luôn chỉ đó nè. Rồi ok. Thấy không? À. Đó, người ta giữ thẳng gì chứ. Ta giữ thẳng lưng hiểu không? Đó. Oh my god, tôi bị mạnh vậy. Không biết đâu. Rồi ok, bây giờ tới lượt thứ hai đây, lượt thứ hai gà cho trước chơi gà. Không đi trước. Đổi lượt đi, tôi cho trước Ruby phá tôi mất công lắm. À cho Sigo đây. Ok. Mọi người lát nữa tới cuối tụi mình sẽ có một cái thử thách cực kỳ đặc biệt luôn nha anh em. À hơi bị xịn luôn. Ok. Thử thách gì đó luôn đi. Lát nữa tới cuối cho mọi người xem tới cuối anh em sẽ biết nha. Đặc biệt là cái trend này hơi bị vui luôn mọi người ơi. Ủa Sigo chơi ghê vậy. Ủa. Chơi mà. Ủa. Chơi dữ vậy. Tôi phá kỷ lục của Mai. Không phải kỷ lục của tôi mà là phá kỷ lục những cái bạn đang chơi cái máy trong nhà tôi. Đó. Ok rồi, tới luôn đó. Vậy mình sẽ tốn tiền chơi này mấy anh. Rồi tốt nhưng mà tốt bao nhiêu đó anh giàu anh đẹp trai mà lo gì em. Ủa vậy hả? Ghê vậy. Ôi con mèo nè. Anh nói trước là bây giờ em chơi một điểm là anh thua. Em thua anh chắc luôn á. Oh my god. Chơi luôn. Oh my god, tụi mày chơi game anh em ơi. Thôi, chơi. Không cần tiền đâu, Chơi. Ghê chưa? Chết rồi anh em ơi. Chết rồi mọi người. Bắt điểm đó mày. Oh my god. Thôi không chơi phá nha, go nha. Ngày phá rồi. Khoan, cái này là đang nhìn vào camera nha. Ok, bây giờ chơi rồi, tập trung chơi nè em ơi. Ủa, con này nhìn khó không? Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Cây tươi nhờ. À đâu á. Tôi đụng vào đâu. Ok bây giờ tôi thích gì làm luôn đi. Thử thách của anh đó chính là hãy làm bao cát cho em. Bao cát cho em lắm hả? Ừ. Bao cát cho mày, cho tôi với gù đắm. Trong đắm rồi xong rồi tôi gọi là tôi cái gói này để dưới bụng em chứ đâu sẽ đắm anh nhau. Ờ trong à ok. Mày con nhà anh đặng mai mà. Ok. Mày ok đắm mai đi. Đắm đi luôn. Cô 5 cái tôi 5 cái. Ai 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 làm gì cho thấy dữ vậy. Hy vọng ông để dưới đi ông để anh em đón giám thị chứ. Oh my god. Hy vọng là sau 10 cú đấm của tôi và đua thì mai có thể. Cái gì vậy mà. Ôi anh chào mẹ. Làm gì vậy? Oh my god. Anh mới ăn mì xong đó em. Go. Chơi rồi mọi người nhưng mà nó cực kỳ khó luôn em ơi. Phải nói là cực kỳ khó luôn. Không biết là Siro với Ruby có chơi được hay không. Chơi gì? Ok. Đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn nha. Khi mà mình đi mình sẽ bấm. Đó nó sẽ trượt như này. Đó bấm qua bấm lại. Bấm qua bấm lại. Nó sẽ. Mình phải đi qua giữa hai cái cột cờ này. Ok. Nếu mà đụng vô thì càng tốt. Còn không thì phải đi qua hai cột cờ này. Đó chơi như này nè. Đi ra ngoài thì chơi. Đi ra ngoài sẽ thua. Đó hiểu không? Đó vậy nè. Hiểu. Cứ đi qua lại vậy nha. Ok, cái trận này nháp lên cho nên là tôi sẽ chết nha mọi người. Ok, bây giờ chơi lại nè. Let's go. Lần này thua là tôi sẽ kiếm cái trò gì ác tôi thử thách mới được mọi người. Đó. Ok. Đó phải đi làm sao phải đi qua hai cái cột này nha. Đó. Đụng vô luôn thì ok nhưng mà đừng có không qua nha anh em. Đó. Này dễ mọi người. Dạ không. Không. Không phải tôi nha. Oh my god tôi ơi. 20 điểm luôn em. 20 điểm là nhiều rồi, biết 20 điểm luôn á. Cái trò này 20 điểm khó lắm. Cái này trò này 20 điểm ít lắm. Ghê hả? 20 điểm ít. 20 điểm nhiều mà, thấy nhiều mà. Rồi, tao cứ bị chơi đó.
rồi. Đó, nhớ vô giữa cờ nha cô. Ừ, đó, hay. Đó, đúng rồi. Ừ. Chạm vô cái đó vẫn được. Rồi, rồi đó. Ú, ngon. 4 điểm. Cho cô 4 điểm không? Đúng rồi. Tôi biết em mới chơi gì đâu, để mai bảo chạm chạm được. Ok mà. Thì bây giờ Gobi mới biết chơi cho nên là tôi sẽ cho Gobi chơi lại thêm lần nữa. Ok. Rồi, mua rồi. Không, thật ra là anh em biết sao, những cái người nào mới chơi thì nó sẽ hơi khó cái trò này, cho nên là tôi sẽ chấp Shigo với Gobi chơi hai lần luôn đó, lần này lần cuối. Không được chạm vào con xanh hả? Chạm vào được nhưng mà phải đi giữa qua nó. Một là em đi qua giữa. À đúng rồi, nó vậy đó. Hai là em chạm vào nó là ok. Đó đúng rồi, đúng rồi. Đó ok, 10 điểm ok. Không nhám nữa nha, gọi đi ra đi bà. Vậy cô cũng được 10 điểm mà. Đó đúng rồi. Ủa thì em bấm liên tục. Không, thật ra là không phải bấm liên tục. Tôi thua rồi. Ok anh em ơi, nếu mà Shigo thua thì tôi đang có một cái thử thách cực. Hít đất 10 cái. Hít đất 10 cái, không có gì. Shigo hít 10 cái. Shigo hít 10 cái bình thường lắm. Ba 30 cái luôn. Ừ. 3 cái không? Ừ. Dễ mà. Ok luôn mọi người. Chơi như anh. Trời ơi là trời, tới tập thể dục nó lao quá gì đâu. Tôi kêu tập thể dục nó lao gì đâu, không chịu. Em ơi, đếm cái kiểu này là trường... Đúng rồi, ủa mọi người, cái đếm kiểu này là trường nào dạy nha mọi người? Trời ơi, trường trời dạy. Trường trời dạy đếm kiểu này hả? 2 × 9 = 20 luôn chưa nghe. À, ok mọi người, nếu mà mọi người chưa biết thì Gumi là tập 7 cái trường 2 × 9 = 20 nha mọi người. Ok mọi người, thì bây giờ tụi mình sẽ chơi thêm một lượt nữa nha mọi người. Đó, đó, ok. Quá đơn giản. Go! Mình chỉ cần 4 điểm hơn 4 điểm thôi là. Đúng rồi, hơn 4 điểm thôi. Oh my god. Hơn 4 điểm thôi, nghe không? Nghệ quá. Rồi xong tới công chuyện luôn anh em. Anh thua được không? Tới công chuyện à? Không không, để coi Shigo coi là có thử thách rồi là vượt qua cái điểm cao nhất ở đây không nha mọi người. Cái số này là của bạn nào á, 69 nè mọi người. Em đâu có thể vượt qua lên cho mấy sao? À đúng rồi, cái này chơi thật ra có mấy bạn chơi tới mấy ngàn điểm luôn mà. Còn mày có không biết sao chơi hay. À đúng rồi mọi người, thằng hậu thứ nhất anh em nó chơi kinh với cái trưởng ra. Oh my god. Ủa có hậu thứ nhất nữa hả? Hậu thứ nhất YouTuber với TikToker của Play Together kiểu vậy á. Ồ là trời chơi kinh thế. Ai như mày? Ủa xin con chơi kinh nhanh em. Chưa ai như mày? My god, chơi ghê quá mọi người ơi. Tôi hết được lần đầu gì nào? Ông bắt cái lục, ông yên tâm, ông sẽ có quà mà, ông yên tâm đi. Quà gì? Ồ mà quà bí mật cứ hỏi hoài luôn, trời ơi là trời. Ờ, bắt cái lục rồi. Rồi bắt cái lục rồi. Oh my god, anh em ơi, Shido bắt cái lục thiệt anh em ơi. Oh my god. Thôi xong rồi. Nào, quà của tôi đâu? Oh my god. Hãy chờ mày, hãy chờ. Để tôi đi kiếm quà anh em ơi. Ôi, cho mai luôn nè, không phải quà đâu quá. Cho mai chứ nè. Đây, 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 quà của ông đây nè. Trời ơi là trời, tôi đã chuẩn bị một cái món quà cực kỳ đặc biệt cho Shido luôn mọi người. Đó chính là hai hũ sữa chua nha. Giả bộ vui lên coi, vui lên. Vui lên. Vui lên. Vui lên thôi. Oh my god anh em ơi. Tôi không ngờ là Shido chơi kinh vãi cái chữ luôn mọi người ơi. Ok, ok. Mắc gì ông nói. Mắc gì ông nói tôi gà. Có 4 điểm à.
Ok mọi người, thì bây giờ tụi mình sẽ chơi với nhau là tới cái game cuối nha mọi người ơi. Đó, cái game này tôi cũng không nhớ là cái game gì nữa, mặc dù tôi mới quay cái clip chơi game cách đây vài ngày nhưng mà tôi quên mất tiêu luôn mọi người. Đó, bây giờ tôi sẽ chơi thử nha. À, cái trò này cũng dễ nè, cái trò này ai cũng chơi được nè. Cái trò này có nghĩa là cái con chó đây đây, tôi sẽ giới thiệu cho Shiro với Gumi cực kỳ đơn giản luôn. Đó chính là nhảy dây. Đó, khi mà cái dây xuống thì mình nhấp lên cho con chó nó nhảy lên thôi. Đó, ok. Thấy không? Này chơi chơi demo thôi. Chơi demo thôi. Ok, bây giờ bắt đầu nha anh em ơi. Kỷ lục đang 52 kìa. Ủa 52, ủa bạn nào chơi ghê, đăng hành tráng gì đâu mà vô nhà tôi chơi ghê trời. Đi chơi đi. Ok, lần này tôi sẽ cố gắng tôi phá kỷ lục lên đầu luôn nha mọi người. Go! Go! Hai điểm. Hà luôn á. Tao lao quá. A few minutes later. Gì có bốn viên kẹo này. Cái viên kẹo nó màu cũng màu trắng. Oh my god. Làm sao để cho nó đây. Mọi người thấy. Mình sẽ có một viên cực kỳ thối luôn anh em mà. Bây giờ mình sẽ cho Mai ăn thử đi, Mai đen thì Mai sẽ trúng cái viên kẹo thối nha anh em. Thôi nhưng mà không ăn kẹo đâu ghê quá. Đây ăn đi, chọn đi, chọn cái này. Là trong bốn cục này sẽ có một cục thối. Thôi em ăn trước cái cục nè. Tôi ăn trước cái cục nè. Đúng không? Nó. Chết tụi anh em ơi. Bây giờ là 1-1 anh em ơi. Nhưng mà kẹo thối kinh quá. Bây giờ tôi còn cho anh rồi không? Bớt kỹ lại rồi. Oh my god, tôi sẽ thử cái cục này nha mọi người ơi. Bữa nghe một kẹo sữa và ra thơm mà. Cái mùi kinh quá. Cái mùi gì nó giống như bánh thơm vậy luôn. Đúng quá đúng một bà luôn á. Mày chưa kẹo thối rồi. Nè, mày cái trưởng kìa. Oh my god. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình, Siro và Ruby đã thực hiện xong cái thử thách gì? Cái gói em tặng, cái gói của em tặng cho anh. Đâu? Ruby tặng cho tôi. Em tặng anh cái này được. Ủa? Ủa? Cái đó là của tôi nha luôn. Cái gói này tôi tặng cho. Thì được hai cái luôn. Tào lao. Ok mọi người, thì hôm nay mình, Siro và Ruby đã thực hiện xong cái thử thách là chơi những cái mini game mới trong Play Together. Thì nếu mà bạn nào muốn tụi tôi bỏ báo ổn tụi tôi làm một cái thử thách nào đó trong game Play Together mà cực kỳ vui, cực kỳ hay thì mọi người hãy comment cho tôi biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người nha.